Hả? Skibidi Toilet cho tập mới quá trời luôn, sao bữa giờ sếp không xem nhở? Trời ơi, bây giờ mà còn xem Skibidi Toilet nữa, thiệt là trẻ trâu. Trẻ trâu. A few moments later. Ủa? Ai đang xem Skibidi Toilet trong phòng của sếp vậy ta? Like video và đăng ký kênh nếu các bạn nghĩ sếp đang xem Skibidi Toilet nha. Wow, đầu lo Titan đẹp quá à. Ủa sếp, sếp kêu con Skibidi Toilet là trẻ trâu mà. Ý, trẻ trâu.